Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cuộc tập trận bất ngờ của Việt Nam là nhằm đáp trả Trung Quốc. Quân đội Việt Nam đang thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật ở tỉnh Duyên Hải, Bình Định. Theo chuyên gia, thì động thái này nhằm đáp trả lại Trung Quốc với sự hung hăng của họ trong thời gian qua tại Biển Đông. Hôm 8 tháng 4, tin về một cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Việt Nam được lan truyền, nhà nước đưa tải, đăng đi các báo khắp nơi. Đây là hình ảnh sân bay Phù Cát thông báo đóng cửa 10 ngày để tập trận, khiến nhiều vé máy bay du lịch đã bị thông báo hủy. Thông tin này được công khai gián tiếp thông qua báo của Cảng Hàng không Phù Cát ở Quy Nhơn và hãng hàng không Việt Nam Airlines về việc điều chỉnh các chuyến bay đến và đi tại sân bay này do bị ảnh hưởng của các cuộc tập trận. Còn báo Quân đội Nhân dân hay trang web của Bộ Quốc phòng Việt Nam đều không đăng tải bất cứ thông tin nào về cuộc tập trận này. Cuộc tập trận bắn đạn thật được thông báo là sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 4, tức là chỉ 4 ngày kể từ khi thông tin được tiết lộ. Do đó, làm gia tăng tính bất ngờ của hoạt động tập trận này, Việt Nam đã chia sẻ. Phải đến ngày 14 tháng 4 thì thông tin chi tiết về cuộc tập trận mới được xuất hiện trên các mặt báo. Theo trang mạo báo Sinh, thì trong 2 ngày 13 và 12, không quân Việt Nam đã tập trận ném bom các mục tiêu mặt đất tại trường bắn TB2 ở tỉnh Bình Định với sự tham gia của các máy bay chiến đấu hiện đại trong biên chế của quân đội như Su-27. Đây được cho là một khoa mục trong chuỗi các hoạt động bắn đạn thật kéo dài đến ngày 21 tháng này. Dường như là để cảnh cáo Trung Quốc trước sự hung hăng của họ ở ngoài Biển Đông. Đây là hình ảnh máy bay Su-30 của Việt Nam tập trận oanh tạc mục tiêu. Câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Việt Nam lại tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật bất ngờ ở thời điểm này, tại sao ở khu vực tỉnh Bình Định? Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do qua email, tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, giảng viên của môn quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn TP.HCM, lý giải những câu hỏi này như sau. Cuộc tập trận hiện đang diễn ra có thể được hiểu như là một tín hiệu ngầm cho thấy quyết tâm của chính quyền Hà Nội trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình. Mặc dù Trung Quốc luôn khẳng định lãnh thổ của họ bao gồm đường chín đoạn, trong đó có đảo quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Sáng cũng chỉ ra rằng hoạt động thái này diễn ra trong khi Trung Quốc tổ chức cũng có một cuộc tập trận bắn đạn thật bất ngờ trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ. Phía Việt Nam trước đó cũng lên tiếng phản đối cuộc tập trận của Trung Quốc thông qua người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đây là hình ảnh chiến hạm Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông. Còn về vị trí của cuộc tập trận, ông Huỳnh Tâm Sáng lý giải rằng Bình Định là một vị trí chiến lược. Vị trí của cuộc tập trận gợi ý rằng Việt Nam nhìn nhận vấn đề nâng cao năng lực quốc phòng là vô cùng quan trọng đối với an ninh của mình. Bình Định là một tỉnh có vị trí địa chính trị quan trọng bởi vì đây là cửa ngõ thông ra biển của khu vực Tây Nguyên, miền Nam, Lào và phía Bắc Campuchia. Ngoài ra, vị chuyên gia về quan hệ quốc tế này cũng cho rằng môi trường an ninh quốc tế, cụ thể là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, cũng là tác nhân khiến cho Việt Nam phải có hành động thể hiện năng lực tự vệ của mình. Ông cho hay, cuộc chiến của Nga ở Ukraine tạo ra thông điệp tối quan trọng đối với Việt Nam, rằng để đảm bảo an ninh quốc gia thì việc chuẩn bị cho các tình huống trong tương lai cần phải được ưu tiên hàng đầu. Với việc tập trận bắn đạn thật lần này, Việt Nam muốn thể hiện rằng mình đã chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đặc biệt là các tình huống trên Biển Đông. Trước đó vào hồi tháng 3, quân đội Mỹ cho biết phía Trung Quốc đã hoàn tất quân sự hóa ít nhất 3 đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, bao gồm cả Việt Nam. Trung Quốc đã thành lập cả huyện Tam Sa, gồm có rất nhiều quần đảo mà Việt Nam đang đóng quân và yêu cầu Việt Nam phải rời đi. Các đảo này được trang bị những hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống tên lửa, chống hạm, phòng không, thiết bị laser gây nhiễu cùng máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Đây là hình ảnh đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông. Sân bay Phù Cát ở Quy Nhơn, miền Trung Việt Nam sẽ phải đóng cửa từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 4 để phục vụ công tác diễn tập quốc phòng bắn đạn thật. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn thông báo vào ngày 8 tháng 4 của Cảng Hàng không Phù Cát và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.
họ đưa ra thông tin về việc phải đổi các lịch chuyến bay đến và đi từ sân bay Phù Cát. Tin nói rõ rằng vào ngày 7 tháng 4, Cảng hàng không Phù Cát gửi văn bản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định liên quan thông báo nhận được một hôm trước đó về hoạt động diễn tập quốc phòng có bắn đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 tại xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4. Khung giờ bắn đạn thật được cho biết trải dài từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm mỗi ngày. Do vậy, máy bay hàng không dân dụng không thể cất cánh và hạ cánh, rất nguy hiểm, có thể bị bắn trúng nếu đi vào đúng vùng đang tập trận. Theo Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát Nguyễn Hoàng Anh, hoạt động diễn tập quốc phòng được nói là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tăng cường đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia, nên các chuyến bay đến sân bay này trong thời gian quy định phải chuyển lịch. Qua việc Việt Nam tập trận, thấy rõ Việt Nam cũng thấy những nguy cơ rất lớn từ phía Trung Quốc khi bất ngờ có thể bị tấn công, vì Trung Quốc với tiềm lực quân sự lớn gấp nhiều lần Việt Nam thì có thể nghiền nát Việt Nam nếu Việt Nam không có sự chuẩn bị. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ đánh giá dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ một cách ôn hòa. Phương án 2. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 12 tháng 4 đã công bố bản báo cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong năm 2021. Trong đó có Việt Nam được nêu như là một quốc gia độc tài, một đảng cầm quyền và cuộc bầu cử quốc hội không tự do cũng không công bằng, không có sự cạnh tranh và hạn chế giữa các ứng cử viên do Đảng Cộng sản Việt Nam xét duyệt kỹ. Báo cáo do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành cho biết công dân Việt Nam không có khả năng thay đổi chính phủ của họ một cách hòa bình thông qua cuộc bầu cử tự do và công bằng, hạn chế nghiêm trọng đối với sự tham gia chính trị, chính phủ thì tham nhũng rất mạnh, buôn người và những hạn chế đáng kể đối với quyền tự do, hiệp hội của người lao động và sử dụng lao động trẻ em bắt buộc. Đây là điều đánh giá khách quan của chính phủ Hoa Kỳ và nó trở thành một lo ngại cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh áp phích cổ động cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Hà Nội vào hôm 19 tháng 5. Hồi tháng 5 năm 2021, chính phủ Việt Nam quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19, trong khi Việt Nam chưa có đủ vaccine và thuốc chữa trị. Có hai người nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Lê Trọng Hùng và ông Trần Quốc Khánh bị bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên án lần lượt 5 năm và 6 năm rưỡi tù giam với cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước, theo điều số 117 của Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của phía chính phủ Hoa Kỳ, thì cục này có các báo cáo đáng tin cậy về các vụ giết người bất hợp pháp hoặc tùy tiện của chính phủ, tra tấn và đối xử và trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục bởi các nhân viên chính phủ, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị và sự trả thù, có động cơ chính trị đối với các cá nhân ở các quốc gia khác. Ngoài ra, còn có những vấn đề nghiêm trọng với tính độc lập của cơ quan tư pháp là can thiệp tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào quyền riêng tư, hạn chế nghiêm trọng đối với tự do ngôn luận và phương tiện truyền thông, bao gồm việc bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt và các luật về tội phỉ báng, hạn chế nghiêm trọng về tự do Internet, can thiệp đáng kể của quyền tự do, hội họp, hòa bình và tự do hiệp hội. Hạn chế quyền tự do đi lại, bao gồm cả việc cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Trọng Hùng bị bắt giữ trước khi cuộc bầu cử diễn ra, sau đó bị tuyên án 5 năm tù giam. Báo cáo cũng cho hay chính phủ Việt Nam thỉnh thoảng có hành động sửa chữa, bao gồm cả truy tố các quan chức vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng. Nhưng các sĩ quan cảnh sát và quan chức nhà nước thường hành động mà không bị trừng phạt. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vào hôm 4 tháng 4 năm 2022 ra thông cáo báo chí kêu gọi Liên minh châu Âu cần đặt ra những cột mốc và chế tài về vi phạm nhân quyền rõ ràng cho phía Việt Nam. Thông cáo được đưa ra trước thềm đối thoại nhân quyền giữa châu Âu và Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Bruxelles, Bỉ vào ngày 6 tháng 4. Tổ chức có trụ sở tại New York cũng đưa ra phát biểu rằng Liên minh châu Âu cần kêu gọi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền, chấm dứt các đàn áp các nhà hoạt động và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Đây là hình ảnh
các nhà hoạt động xã hội liên tiếp bị xét xử vào hồi cuối năm 2021. Châu Âu cũng từng tuyên bố rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ mang lại những tiến bộ về nhân quyền. Nhưng Hà Nội đã đang gia tăng đàn áp đáng kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do được thông qua vào năm 2020. Tại Brics Bruxelles Bỉ cũng không nên tiếp tục dung thứ các vi phạm trắng trợn của chính quyền Việt Nam đối với nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân quyền của họ. Ông Claudio, chuyên gia vận động nhân quyền tại Liên minh châu Âu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã nói. Tổ chức này cũng gửi một tờ trình đến Liên minh châu Âu thúc giục họ đặt ra yêu cầu phải có các chỉ dấu rõ ràng, cụ thể và dễ đánh giá hoặc các kết quả thực tế đánh dấu về tiến bộ nhân quyền phù hợp với các hướng dẫn của chính quyền châu Âu và đặt ra các hậu quả nếu chính phủ Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm. Tổ chức bị chính quyền quy kết là thiếu thiện chí như Việt Nam chỉ ra xu hướng gia tăng đáng lo ngại về các vụ bắt bớ các nhà hoạt động xã hội môi trường với cáo buộc được công bố là trốn thuế. Đây là hình ảnh khẩu hiệu Công an Nhân dân chỉ còn biết còn đảng, còn mình được treo giữa thủ đô Hà Nội. Đơn cử như vụ Công an đã bắt giữ các lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hợp pháp với nhà nước Việt Nam như nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách với cáo buộc là trốn thuế khi họ đang cố gắng tham gia nhóm tư vấn trong nước. Một cơ quan được cả hai phía châu Âu và Việt Nam đồng ý thành lập để khối xã hội dân sự độc lập có thể giám sát việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA. Đây là một thủ đoạn của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm bịt tiếng nói tự do và trung lập ở trong nước. Liên minh châu Âu vào hồi tháng 12 năm ngoái cũng từng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả lại tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền, đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Trong lúc tòa án và các tỉnh thành đem hàng loạt các nhà bất đồng chính kiến ra xét xử với các bức án nặng nề được đưa ra.